Rồi, bạn nào sẽ là người thi đầu tiên? Bạn Tý. Rồi, bạn Tý sẽ là người thi đấu đầu tiên với bài hát tự tròn, đó là bài gì? Bài bụi phấn. Rồi, bài bụi phấn. Rồi, bắt đầu nha. Rồi, bạn Tý sẽ vừa hát và vừa múa diễn tả cho mọi người xem. Rồi, bạn Bo đang làm gì đây? Hai. Bo đang làm gì ạ? Anh gì ạ? Dơ lên cho bạn xem coi. Anh gì? Múc. Rồi. Tí bắt đầu chưa? Rồi. Rồi, sau đây chúng ta sẽ theo dõi phần thi đầu tiên, phần thi tài năng của bạn Tí với bài hát Bụi Phấn. Xin được phép bắt đầu. Rồi, Tí sửa micro được không? Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Wow. Thầy viết bàn cho tới một cái micro bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phân để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tươi còn thơ. Rồi, kết thúc. Xin chúc mừng phần thi thứ nhất, phần thi hát karaoke của bạn Tí. Wow. Rồi, đến lượt thứ hai. Xin mời bạn Suka. Bạn Suka cảm thấy như thế nào trong phần thi này? Ôi, Suka thấy rất là hồi hộp các bạn ơi. Rồi, đến phần thi của Suka. Lạnh muốt hết cả tay rồi. Rồi, cảm giác của Tí thi phần đầu tiên như thế nào? Tự tin không? Tự tin. Rồi, để tí xíu chúng ta sẽ bình chọn nha. Suka, không hồi hộp ha, cố gắng lên nha. Alo, alo, 1, 2, alo. Alo, alo, alo. Rồi, bài hát dự thi của Suka đó là bài Mãi trường mến yêu. Yeah, hai bạn cổ vũ cho Suka đây nè. Cố lên Suka, cố lên Suka. Rồi, Suka bắt đầu nha. Ôi hàng cây xanh thắm vui mà trường mến yêu, con là chim đang hót âm thầm tựa như nói, vì hạnh phúc tuổi thơ mà cho đời càng thêm sức sống. Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiên tha, khi bình minh hè sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá. Hãy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm,
thời gian êm đềm theo tháng năm, như dòng sông lượn đều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời. Rồi, chúc mừng Suka đã hoàn thành phần thi của mình. Rồi, Suka đã hoàn thành xong phần thi của mình. Thôi, Suka đã hết lo lắng và hồi hộp rồi các bạn ơi. Yeah. Bây giờ đến lượt Tý sẽ hát bài. Bây giờ tới sẽ tới lượt của Bảo Trân hát bài Ba Thương Con. Rồi, Bảo Trân sẽ hát bài Ba Thương Con. Bảo Trân có hồi hộp không? Có. Rồi, cố gắng hoàn thành xong phần thi của mình nha. Để mai mốt đi thi những cuộc thi lớn ở trường lớp tổ chức nha. Dạ. Rồi, múa thật là ngoan nha. Rồi, hai Tí tránh ra. Tí lại về vị trí của mình đi. Rồi. Rồi, nhạc cái Bảo Trân. Rồi, Tí và Suka phụ họa đi. Nhảy với em nha. Rồi. Bảo Trân múa đi. Rồi, hát đi. Có vẻ bài hát của hát rất là vui. Mẹ thương con thì con nhắm mẹ. Mẹ thương con thì con nhắm ba. Cha mẹ ta cùng yêu thương nhau. Ta rồi tiếp tục hát đi con. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta đồng ý thương nhau. Hà là nhớ thật nhau là cười. Alo alo xong chưa? Rồi. Rồi chúc mừng bé Bảo Trân. Với bụng nha các bạn ơi. Rồi bài thứ hai, bài dự thi thứ hai đó là bài gì đây Tí? Quốc ca Việt Nam. Wow, bạn này nhỏ tuổi mà hát được cái bài rất là hay, có ý nghĩa ở đây. Để xem bạn Tí hát quốc ca Việt Nam như thế nào nha. Rồi Tí thử giọng nào, Đô Rê Mi coi. Đô Rê Mi Fa Son La Si. Rồi, bài quốc ca Việt Nam, tiến quân ca, bắt đầu. Năm đi, cùng lập cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp xa. Cởi nâu chiến thắng, mang hồn nước, sông mà xa trên khúc quân thần ca. Đường vinh quang xây xác quân thù thắng ra lao cùng nhau lập chiến khu vì nhân dân chiến đấu không ngừng tiến mau ra xa trường tiến lên cùng tiến lên nước non Việt Nam ta vững bền. Bài thứ hai Suka đã bớt lo lắng rồi bởi vì phần thi thứ nhất mình đã hoàn thành xong. Bây giờ tới phần thi thứ hai nhé. Các bạn nhớ theo dõi Suka hát nha. Tình mình dâng lên ánh trên giọt sương long lanh, đèn bước phơi phơi lướt trên cành hoa rung rinh. Bài chim xinh xinh hót vang dùng cây xanh xanh chào đón chúng em mong bước nhanh chân tới trường. Trường em xa xa phía sau hàng cây cao cao, ngày tháng tới đã thăm bao tình em thương yêu. Cửa nô tung tăng nắm tay cùng vui ca vang, nhịp bước bước nhanh cười do đón em tới trường. Đó. Rồi, phần thi cuối cùng của Bảo Trân. Bảo Trân cố gắng hoàn thành nha. Rồi, hết mẹ biến nổi. Bất cứ. Mẹ thương con, con giống mẹ. Các bạn hãy bình chọn cho mình nhé. Bảo Trân.
Rồi, đây là phần thi cuối cùng của Bảo Trân với bài hát là Bắc Kim Thang. Rồi, mọi người hãy bình chọn cho Bảo Trân nha. Bắc Kim Thang. Hát lớn lên Bảo Trân. Rồi, cảm ơn. Rồi, lúc nào em biết đấy.